Phá cái gì con? Phá cái gì đấy? Con phá cái gì đấy? Hả? Oai, đổ hồ mắc cai của mẹ rồi. Đây, thả cho chơi một xíu này. Đổ tùm lum tà lá trên. Chứ con lấy mắc cai con này nè. Ôi trời đất ơi, kem chống nắng của mẹ cũng vặn ra này. Con này. Đấy, cái nào mới phá của mẹ. Ghim giỏi luôn á. Cái khui đâu rồi? Cái khui đây này. Cái này con làm sao được? Một nhỏ quá có hùi được đâu. Thôi. Này của mẹ. Lấy cái mỏ cạy mắc ca cắn tinh luôn. Chưa, chưa được, chưa được. Này, cho con nữa này. Này, còn cái này của mẹ. Ừ, này cho con. Ừ, cho con. Không ăn nữa. Không ăn nữa. Đây nè.